Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 38. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa thì tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở, tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống, trọn ngày tôi đi buồn thảm, vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏn đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Vì tôi có nói rằng, nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi. Khi chân tôi siêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. Tôi gần sa ngã, nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi, vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra. Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi, nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh, các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều. Còn những kẻ lấy dữ trả lành cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ cách xa tôi. Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi tôi, hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberiác. Việc Ngài hiện ra như vậy: Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng không. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần, và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài
sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng. Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Chương 38. Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước và bề cao 3 thước. Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng, rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng: chảo nhỏ, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ, từ chân lên đến ngang giữa, và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng đặng xỏ đòn khiêng. Đoạn chuốt đòn khiêng bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ đặng khiêng bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván trống bổng. Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Người cũng làm hành lang về phía nam, mấy bức bố vi của hành lang bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc cũng 100 thước bố vi, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía tây 50 thước bố vi, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông cũng 50 thước, nghĩa là bên hữu của hành lang 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên tả cửa hành lang cũng 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Hết thảy bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn, các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bọc bạc. Hết thảy trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chắp với nhau. Tấm màn nơi cửa hành lang làm thêu thùa bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn, bề dài 20 thước, bề cao tùy theo bề khổ của vải 5 thước, đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang. 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng, đinh
đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Các nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se, biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Y-tha-ma, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn cai quản. Bê-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc về chi phái Giu-đa, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và kẻ giúp người là Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm. Kẻ bày vẽ, thợ thêu thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, và bằng chỉ gai mịn. Hết thảy vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 ta lân 730 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Bạc của mấy người hội chúng có kể sổ, tổng cộng được 100 ta lân 1775 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kể sổ, từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Vậy, phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màn. 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức 1 ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn 1775 siếc lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chắp các trụ với nhau. Đồng đem dâng cộng được 70 ta lân 2400 siếc lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, giá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Chương 39. Họ dùng chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, họ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai ê-phót, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột ê-phót phía ngoài làm nguyên miếng một y như công việc của ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai ê-phót đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bản đeo ngực cực xảo như công việc ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai đậu mịn. Bản đeo ngực may lót hình vuông, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Họ nhận bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất, ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh lại như hình dây, cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng, để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó, rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ê-phót về phía trước ngực, cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ê-phót, lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ê-phót về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Họ lấy một sợi dây màu tím cột hai cái khoanh có bảng đeo ngược lại cùng hai cái khoanh ê-phót, hầu cho nó dính với đai và đừng rớt khỏi ê-phót, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
Họ cũng chế áo dài của ephod bằng vải thường, toàn màu tím. Cổ để trồng đầu vào, ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp, có viền chung quanh cho khỏi tét. Nơi trôn áo, thắt những trái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm. Lại làm chuông nhỏ bằng vàng ròng, gắn giữa hai trái lựu, vòng theo chung quanh trôn áo. Cứ một trái lựu, kế một cái chuông nhỏ, vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường cho A-rôn cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng dùng vàng lá rồng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. Dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ đem đền tạm đến cho Môi-se, trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên được nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màng, hòm bản chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng, thép đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đặng hầu việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ. Dân Israel làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 40. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Hãy để trong đó cái hòm bản chứng, rồi lấy màn phủ lại. Cũng hãy đem bàn đến, trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn. Cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng sông hương trước hòm bản chứng, rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm, và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màn nơi cửa hành lang. Đoạn, ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó, biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh, thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ, rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. Cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng, biệt thùng riêng ra thánh. Đoạn, hãy dẫn A-rôn cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc, rồi tắm họ trong nước. Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, sức dầu và biệt người riêng ra thánh. Vậy, người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ, sức dầu cho như ngươi đã sức dầu cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Sự sức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ 2 thì đền tạm đã dựng. Môi-se dựng đền tạm, để mấy lỗ trụ đóng ván, thả xà ngang và dựng trụ. Người căng bông trên đền tạm, rồi trải lá phủ bông lên trên, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn, người cũng lấy bản chứng để trong hòm, xỏ đòn khiêng vào, để nắp thi ân lên trên hòm. Người khiêng hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bản chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng để cái bàn trong hội mạc về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn, rồi sắp một hàng bánh ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va,
y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để chân đèn trong hội mạc về phía nam, đối diện cùng cái bàn. Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc. Trên đó người xông hương, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng sủ màn nơi cửa đền tạm. Đoạn, người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm, dâng trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa. Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn rửa tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chung quanh đền tạm và bàn thờ, người cũng chừa hành lang và sủ màn nơi cửa hành lang. Ấy, Môi-se làm xong công việc là như vậy. Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm cho đến đổi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Vả, trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.